Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta đã vào đền Niết Bàn, tức là nơi thờ tôn tượng của Đức Phật trong tướng Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì kính thưa quý đạo hữu, ở trong các cái bài trạch pháp trước ấy, thì chúng ta đã nói về cái công đức của Đức Phật rất là lớn. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì tam thiên đại thiên thế giới này chấn động. Vì làm sao? Vì tất cả các nguồn tâm tăng thượng người ta đều buồn như vậy, sao chấn động, phải không quý đạo hữu? Ví dụ tâm chân quán nói là, ví dụ như là ở trong gia đình nhà mình thôi, nếu mà chỉ cần có 3 người buồn thôi thì cả nhà mình có buồn không? Có chấn động cả gia đình nhà mình lên không? Không nói 3 người mà 1 người buồn thôi, nó cũng chấn động cả nhà mình lên rồi đấy chứ, phải không? Nó làm bao trùm cả cái không khí của cả gia đình mình, thế có phải chấn động không? Chấn động là gì? Là sự việc đó bao trùm tất cả thì nó tự tạo nên sự chấn động, các quý đạo hữu. Còn với năng lực của Đức Phật thì nó chấn động, nó làm cho trái đất này rung. Đấy, trái đất này rung. Ví dụ như là đây là cái trụ của trái đất chẳng hạn. Đấy, cái trụ của trái đất thì chúng ta vẫn nói là trái đất nằm trên cái trụ của nó mà. Tức là cái lực của nó. Thế mà rồi cũng bị chồng chành đấy các quý đạo hữu. Vào những cái ngày đấy là trái đất chấn động cơ mà, có phải không? Tức là bị chồng chành. Thì ở đây chúng ta làm sao mà lại có thể hiểu được điều đó? Thì tức là trái đất này nó là vật chất, còn cái đựng của nó thì thực sự là tâm gì? Tâm thức. Thế cho nên tâm thức có thể làm chấn động trái đất, các quý đạo hữu. Đấy, ví dụ như chúng ta chỉ lấy ví dụ thôi. Chúng ta có một cái đĩa, trên đĩa nó đựng cái gì thì khi cái đấy ở cái đĩa nó dồn về một chỗ thì có phải là cái đĩa nó bị nghiêng đi không? Cái đĩa nó chỉ đựng được ngần ấy thôi. Thế nhưng mà nó lại giải đều khắp ra. Thế nhưng mà đến lúc nó dồn lại một chỗ mà chúng ta đặt nó lên trên một cái đĩa đặt trên cái cây đang cân bằng mà nó giải đều ra thì cái đĩa nó đang cân bằng ở một chỗ thế này thôi. Nhưng nếu nó dồn hết về một chỗ thì con đĩa có bị lật bị nghiêng không? Thế thì đây, thế tâm của chúng sinh tham sân si là dài đều khắp này, trái đất rất là cân bằng, không có người chỗ nào không có người có thú, có đúng không? Có đúng không quý đạo hữu? Thế không có thú không có người thì là vật chất rất lặng, ví dụ như là tảng băng rồi tất cả các thứ ấy, rất là lặng, có phải không? Rồi lại nơi trú xứ của quỷ thần. Thế khi mà tất cả những cái phần tâm đấy người ta hướng về một chỗ của Đức Phật, phải không? Mà cái hướng đấy thì nó không phải là nhỏ, toàn những cái hướng với tâm thanh tịnh thôi thì lập tức là nó sẽ chấn động thôi, các quý đạo hữu, phải không? Trái đất nó đựng tâm mà. Thực ra lời của Đức Phật thuyết ra thì tất cả đều nghe thấy. Thế rồi thì cái tâm Đức Phật khi thành đạo, tâm có lớn không? Thành tựu luôn một cái tâm lớn thì trái đất tự nhiên có một lực đến rất là mạnh không? Thành đạo mà. Thế cho nên lúc Đức Phật đản sinh, tức là sinh xuống đây gái, là một vị có tâm lớn như thế, công đức lớn như thế, trái đất cũng chấn động. Lúc Đức Phật thành đạo, trái đất cũng chấn động. Lúc Đức Phật chuyển pháp luân, trái đất cũng chấn động. Và lúc Đức Phật nhập Niết Bàn thì trái đất cũng chấn động. Đấy, chúng ta cứ mường tượng như vậy để mà dễ hiểu, nhưng các quý đạo hữu nhé. Đấy, thì trên trái đất thì chỉ đựng được thế thôi, nhưng mà những cái lúc đấy có khác không? Rất là khác. Từ Đức Phật vận chuyển pháp luân, một pháp thanh tịnh chuyển cho bốn lò nghe mông này luôn đầu tiên, thế có phải chấn động không? Nó thay đổi luôn. Thế còn khi đã có rồi thì nó cứ chuyển từ người nọ sang người kia thì lại bình thường thôi, có phải không? Chuyển lần đầu đó thì trái đất phải bị chấn động. Kính thưa toàn thể đại chúng, Đức Phật nhập Niết Bàn thì Đức Phật có để lại cho chúng ta kinh pháp, và Đức Phật dạy là chính lời di giáo của Đức Phật thì ai thực hành thì cũng là coi như Đức Phật còn tại thế. Hôm nay tâm chiếu hoàn quán cùng với các quý đạo hữu chúng ta cùng chia sẻ với nhau về lời di giáo của Đức Phật, tức là những lời dạy sau cùng của Đức Phật trước khi ngài nhập Niết Bàn. Chúng ta ở người đời thì gọi là chăn chối đấy, tức là lời dạy cuối cùng cho con cái. Thế còn đây là di giáo, tức là lời giáo huấn cuối cùng của Đức Phật để lại cho đệ tử. Nội dung buổi chia sẻ hôm nay, chúng ta cùng nhau chia sẻ về một ý trong lời
di giáo của Đức Phật trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, có nội dung là giữ giới những việc không được làm. Kinh Di Giáo trích soạn từ kinh số 0389 do Diêu Tần Kumala Thập dịch Hán và Hòa Thượng Thích Chí Quang dịch Việt. Nội dung như sau: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chuyển đẩy bánh xe chánh pháp lần đầu tiên hóa độ tôn giả Kiều Trần Như, thuyết pháp lần cuối cùng hóa độ tôn giả Tu Bà Đà La. Chúng ta nghe cái buổi thuyết pháp cuối cùng cho tôn giả Tu Bà Đà La ở trong đêm văn nghệ kỷ niệm Đức Phật nhập Niết Bàn ấy, năm ngoái đấy. Thì chương trình của chúng ta, tất cả các chương trình chúng ta cố gắng truyền tải lời Đức Phật dạy để cho Phật tử chúng ta khi xem cũng đều thâm nhập được lời Đức Phật dạy, chứ không phải các chương trình văn nghệ của chúng ta là những chương trình vui chơi mà là học theo một thể loại khác thôi. Các quý đại hữu thấy đúng không? Một thể loại khác. Những người có thể hóa độ, Ngài đã hóa độ tất cả. Hãy kính thưa các quý đạo hữu, Ngài kết duyên với chúng sinh từ ngày Ngài đi hành Bồ Tát Đạo, dùng pháp bố thí, cho đến kiếp cuối cùng khi chứng đắc chánh đẳng chánh giác, thì tất cả cha mẹ quá khứ, thân tộc quá khứ cho đến hiện tại, cha mẹ quá khứ cho đến hiện tại, đến tất cả các chúng hữu duyên với Ngài từ quá khứ cho đến hiện tại là Ngài độ hết rồi. Đấy, vì các chúng đấy ở trong các cõi mà, thì khi thành chánh đẳng chánh giác là Ngài độ hết rồi. Tức như vậy thì lòng từ bi và cái tâm biết ơn mới gì? Mới tròn đầy. Còn chúng ta, tâm biết ơn không bao giờ có được nếu như chúng ta không chứng đắc chánh đẳng chánh giác. Vì chúng ta có nhiều cha mẹ quá khứ không các quý đạo hữu? Chúng ta có đền ơn được không? Không đền ơn được. Cha mẹ hiện tại còn chưa được chứng nghĩa đến cha mẹ quá khứ, có phải không? Từ ngày giác ngộ Phật Pháp đi chăng nữa thì chỉ cho được bỏ công thêm được một chút thôi, có phải không? Cày kìm lòng bớt sân giận thôi, đớt bớt keo rít thôi, không ganh ghét mấy anh em, không ganh tị mấy anh em chăm cha mẹ thôi, có phải không? Một chút thời gian trong quá trình cha mẹ từ bé đến lớn mình còn bất thiện với cha mẹ, phải không? Cha mẹ hiện tại còn chưa báo hiếu được thì nói chi đến cha mẹ quá khứ, mà đòi là tôi là người ơn biết ơn đầy đủ. Chỉ có khi đắc thánh quả hoặc đắc gì, đến đắc thánh quả như Ngài Xá Lợi Phất, là còn có mẹ quá khứ mới cách đấy mấy kiếp về xin thôi, còn nhiều mẹ chưa độ được hết đâu các quý đạo hữu ạ. Cho nên tại sao nói là chánh đẳng chánh giác là công đức đã viên mãn, các quý đạo hữu rõ chưa này? Khi ơn ấy nó viên mãn thì không còn cái gì mà tính được vào là cha mẹ không được độ đâu. Nhưng mà A-la-hán thì mới là gì? Mới giải thoát cho mình thôi. Còn với những cha mẹ hữu duyên nào đó thì mới được độ. Còn phải chánh đẳng chánh giác mới độ hết cha mẹ, thân tộc, quyến thuộc, các chúng hữu duyên với mình. Người ta có ơn với mình trả hết. Cho nên Đức Phật nói là Như Lai không có lỗi với đời, tức là đầy đủ tròn đầy. Thế cho nên tại sao mà tâm trí còn quán thích tu để thành tựu chánh đẳng chánh giác cơ? Vì lúc đấy mình mới cảm thấy mình được đầy đủ, có phải không các quý đạo hữu? Mình mới nhìn lại mình mới thấy là như thế mình mới thật hài lòng về mình, có phải không? Đấy, các quý đạo hữu nào nghe đến như thế có thích như vậy không? Thích như vậy không? Thực sự cái ơn nó phải tròn đầy mình mới thỏa đáng, có phải không các quý đạo hữu? Còn nếu như mà lại đi về Tây Phương để lại một đoàn quân như thế này, từ trên cao nhìn xuống mà thấy thì khổ lắm. Tâm trí quán kể cho các quý đạo hữu nghe về bài kinh. Có hai vợ chồng, thì chồng thì rất là chăm chỉ cúng dường cái ông thọ thần cây đấy, nếu trong tụng bài kinh chúng ta có đấy. Thế còn bà vợ thì lại keo xít. Đến lúc ông ấy làm, ông vì ông có phước, ông được làm cái vị thọ thần này, gọi là sống đời thần tiên thì ông rất sung sướng. Thế nhưng mà cái bà vợ keo giết kia thì bái rất là khổ, quần áo trần truồng, đói khát, vì bà ấy làm gì có phước gì đâu. Mà ông ấy nhìn thấy bà ấy thì bà ấy là ngạ quỷ, còn ông là thần tiên đó. Nhìn thấy bà ấy thương lắm, nhưng mà cho vật dụng đến cho bà ấy thì nó lại không được. Nó lại đưa cho bà ấy thì nó cháy thành than hết, không làm cách nào được. Có thương không? Về sau ông ấy bắt đầu
thuyết cho bà ấy để bà ấy sám hối là tại sao, tại vì lúc sống bà ấy không chịu cúng dường lại còn ngăn cản ông cúng dường, thế bây giờ ông sẽ đi mời một vị chư tăng đến để ông cúng dường bái hoan hỷ mà nhận cái phần phước ông hồi hướng cho. Thì lúc bây giờ bà ấy khổ quá rồi, bà ấy phải hoan hỷ thôi. Thế là hôm ấy là có ba vị tỳ kheo đi từ Đông Trương Quán quên tên rồi, đi từ đâu lên đến Tinh Xá Lào để gặp Đức Phật. Thế thì ông thọ thần cây này ông ấy nhiếp một vị tỳ kheo để vị tỳ kheo đi lạc đường ở chỗ ông ấy. Đấy. Thế còn là hai vị tỳ kheo, vì các vị tỳ kheo là các vị tu độc cư cho nên có thể tự mình đi được. Đấy. Chứ không phải lại bảo thế hai người đi một người lạc mà lại không 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 đợi nhau. Các vị từ các nơi đi mà gặp nhau rồi lại tự chia tay nhau, tức là các vị tỳ kheo ấy. Thế thì ông ấy, ông này ông lạc vào đấy, thế là vị thọ thần cây này vị ra vị cúng dường cho ông, hồi hướng cho bà vợ, thế là bà vợ coi như là được trở thành một vị tiên nữ rất là đẹp xinh. Thế xong rồi vì vì là vị tỳ kheo này vẫn còn phàm tăng chứ chưa phải thánh tăng, vẫn là phàm tăng. Phàm tăng tu phạm hạnh là phước cho nhân thiên mà. Thế thì ông ấy xong như thế thì ông lại phải dùng sức thần của mình để làm cho vị tỳ kheo kia đi nhanh để kịp giờ với lại hai vị tỳ kheo kia. Đây chúng ta đọc bài kinh ấy chưa? Đấy, đọc bài kinh rồi. Thế cho nên là ở đây mới nói là các cái vị mà kể cả là có chứng đắc đi chăng nữa, chứng đắc A-la-hán đi chăng nữa thì cũng chưa độ hết được, chưa viên mãn được cái công đức ơn. Các quý đạo hữu tuy vẫn làm dụng phước điền đấy, các quý đạo hữu thấy đúng không? Tuy vẫn làm dụng phước điền nhưng chưa thể được. Ê, tâm chuyện con xin đọc tiếp ạ. Những người có thể hóa độ, Ngài đã hóa độ tất cả. Hôm nay trong rừng Sa La, giữa cây sông Thọ, Ngài sắp niết bàn. Bấy giờ là lúc giữa đêm, hoàn toàn yên lặng, không một tiếng động. Ngài đã vì các đệ tử mà nói tóm tắt các điều cốt yếu của chánh pháp. Các thầy tỳ kheo sau khi Như Lai diệt độ, các thầy phải trân trọng tôn kính tịnh giới. Như mù tối mà được mắt sáng, nghèo nàn mà được vàng ngọc. Phải biết tịnh giới là đức thầy cao cả của các thầy, nếu Như Lai ở đời thì cũng không khác gì tịnh giới ấy. Kính thưa các quý đạo hữu, tại sao lại dùng từ tịnh giới? Tức là cái giới đó mình giữ thì mình được thanh tịnh, và cái giới đó là giới thanh tịnh chúng sinh, các quý đạo hữu ạ. Cho nên gọi là tịnh giới. Thì ở đây Đức Phật dạy thế này để xem Phật tử chúng ta xem ai quý giới nhá. Ai quý giới, ví dụ ngày tu bát quan trai, sau khi nghe thế này xong thì cố gắng giữ giới cho tròn trịa nhé. Đừng có bạch lên trên câu lạc bộ là tôi thế này có được không, tôi thế kia có được không. Mà giới thì rất là rõ ràng, chỉ có xin xò để cho nó gọi là nó bớt cái tịnh giới đi thôi. Xin hết, xin đủ thứ luôn các quý đạo hữu ạ. Nào là tôi đi đón cho con, tôi đi học, rồi tôi đủ thứ. Tôi bán hàng từ hôm qua đến hôm nay, là tôi tu bắt con trai, người ta chỉ đến giả tiền thôi. Sao mà nhiều thứ thế, chả thấy tịnh giới gì, một ngày bắt con trai, xả bỏ thế tục gì cả các quý đạo hữu á. Phải không? Luôn luôn hỏi chen vào một tí để cho nó giới nó còn cái gì? Còn thủng, còn lủng. Các quý đạo hữu thấy lần trước chúng ta đã trạch cái bài là giới còn bị rách lát, bị thủng, bị lủng, bị hoa nố không? Nhưng mà luôn luôn chỉ nghĩ là làm sao nó lủng, lủng thủng, hoa nố, không chịu nghĩ làm sao để cho nó tịnh giới gì cả, có phải không quý đợi? Mình chỉ có thể là làm phận sự thôi. Ngày hôm đó chỉ có thể là hoàn toàn hướng về giải thoát, hoàn toàn hướng về các công đức giải thoát thôi thì được, làm phận sự thì được. Còn cứ nào là bế con một tí, bế cháu một tí, bây giờ cho luôn xuống tất cả thành tùy hỷ giới rồi, để cho nó thanh tịnh được. Chứ không thì mình làm như thế cứ nghĩ là mình trang nghiêm, có phải không quý đạo hữu? Lủng thủng hết cả giới ra đó. Thì ở đây Đức Phật dạy thế này: các thầy tỳ kheo sau khi Như Lai diệt độ, các thầy phải trân trọng tôn kính tịnh giới như mù tối mà được mắt sáng. Các quý đạo hữu chưa cần đến mù tối, chỉ cần đau mắt toét nhè ra thôi, có phải không? Đây tâm chiếu quán nói chả cần phải đau mắt toét nhè đâu, mà mắt nó kém dần theo vô thường như tâm chiếu quán đây,
kể cho các quý đạo hữu nghe. Thậm chí ông quán mới bỏ kính ra đi trên đường xe ô tô này, cứ thấy toàn là những cái nó phát ra ánh sáng rất là đẹp đẹp lung linh, như là cái cây mà mừng sinh nhật đấy, nó có những cột đèn nó phát lung linh. Bảo ông thì ở đây ta trang trí gì đẹp thế nhỉ, đeo kính vào hóa ra là cột điện bình thường, nào có phát lung linh, hóa ra là mắt hoa, cả mắt mình kém rồi mà, thì nhìn nó cứ phát tóe tóe ra này này, chán lắm, không nhìn được sự thật nữa, sự thật của vật chất này không thấy được nữa, chứ chưa nói gì đến mù nữa. Mù không thấy được cái gì. Thế mà đến lúc mình đeo kính vào, mình bảo làm sao mà đôi mắt nó chậm chậm kém đi tí để còn nhìn được mọi thứ cho nó chính xác. Các quý đạo hữu ạ, không thể nhìn người lọ sẽ sọ sang người kia. Đấy, cái đấy đã khổ chưa? Đã thích đôi mắt sáng chưa? Thích rồi. Thế mà đây Đức Phật còn bảo mình là phải quý giới như là người mù mà thấy được ánh sáng. Tức là giới phải quý như vậy cơ. Chúng ta phải quý như vậy, bởi vì giới còn tuyệt vời hơn như thế nhiều. Tức là nếu mà người mù rồi thì còn làm cái gì mà chính xác được, phải không? Chỉ làm được những cái việc lặp đi lặp lại mà phải học thôi, chứ còn các việc mới tinh thì làm sao mà biết được, phải không quý đạo hữu? Ví dụ mình làm sao mà đi đến được con đường lạ này, xong đến đấy nhìn người mà hỏi mà phải dùng cái gì, cái gậy chọc 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 vào chỗ nào thì phán đoán là cái chỗ đấy theo thói quen được dạy từ bé thôi, được tích tập vào thôi, phải không? Còn chúng ta có thể đi sang đất nước này đất nước khác được, có đúng không nào? Đi từ đường này đến đường kia xa lạ chúng ta vẫn có thể đi được đó. Như mù tối mà được mắt sáng, nghèo nàn mà được vàng ngọc. Bây giờ mà nghèo mà được vàng ngọc có thích không có quý đạo hữu? Thích quá. Thế cho nên chúng ta phải gì? Thích thú, thích tú khi chúng ta giữ được cái giới này, có phải không? Thích thú khi chúng ta được biết đây là giới đưa đến hạnh phúc an lạc, có phải không có quý đạo hữu? Phải thích thú. Chứ bây giờ vào Phật tử lại còn đi tu với nhau một thời gian sinh cảm mến cặp bồ thì nói chuyện gì, có phải không? Chán quá, không hiểu gì cả. Có trường hợp ấy, nhưng mà Phật tử tùy hỷ hay là giữ thính gì có mà. Đấy, tâm trước là quán nhắc một lần trên câu lạc bộ đấy này, còn viết tin nhắn cho nhau chứ cái gì nhỉ. Hôm nay đi tu bát quan trai thì em đứng gần cái thằng kia, em thích cái thằng kia rồi, thôi thì chết luôn cho xong, rồi đọc cái câu đấy nó khổ quá tôi mất thôi, có phải không? Này còn rủ nhau đi bát quan trai, này còn bảo hôm nay em đứng gần với cái này, cái thằng kia chắc em thích nó rồi đấy, đơn thư đưa lên đến tận câu lạc bộ đấy. Chán không? Tu giới mà chả hiểu cái gì cả, mù mịt gì thế, mình chán chứ. Đấy, cho nên chúng ta phải sao? Chúng ta phải thường tư duy về công đức của giới. Các quý đạo hữu ạ, không sát sinh thì được mạnh khỏe, thọ mạng được kéo dài. Bây giờ hơi tí đau lủng củng xương cốt có khổ không? Mắt mũi tuét nhè này có khổ không? Có khổ không các quý đạo hữu? Thế bây giờ chúng ta biết được một điều, một liều thuốc chữa cho chúng ta không bị như thế là không sát sinh. Thế chúng ta thấy tịnh giới đấy là quý, cái biết đấy chúng ta phải giữ chứ, có phải không? Là không sát sinh, chết đói không bao giờ sát sinh, có phải không? Chết đói thì đi ăn xin, không đi ăn cỏ, không sát sinh để mà ăn. Có ăn chỉ ăn tam tịnh, nhất quyết không sát sinh. Có phải không có quý đạo hữu? Vì chúng ta biết là sát sinh thì ít nữa lại lủng củng chân tay đi lên đứng không vững, mắt tuét nhà đầu óc lơ đơ, có phải không? Có đúng không quý đạo hữu? Thế có phải chúng ta phải quý giới không? Vì giới mới có thể đem lại hạnh phúc cho ta. Ngoài ra cái gì nó cũng chỉ là thuốc chữa bệnh thôi, mà đã chữa thì phải đau, mà đã có bệnh thì phải đau, chờ được thầy thuốc chữa lại cho, có bệnh cho trái thuốc thì lại chết hơn, và cho đúng thuốc thì cũng phải đau thời gian dài, có phải không? Rồi thuốc lại còn tác dụng phụ của thuốc nữa. Có phải không quý đạo hữu? Thế là cái giới không sát sinh này có quý không? Quý như thế, sinh ra một cái thì khỏe mạnh, rồi tướng hảo thì đẹp đẽ hơn, có phải không? Thế rồi thì sống không cần viên thuốc nào, đi trời nắng cũng được, đi trời mưa cũng được, đi trời bão cũng được, rét cũng được, có sướng không? Đây thì chưa ra đã phải gió rồi, khổ cái khổ đấy, ngồi quạt tí lúc phải gió ở bên rồi, sáng sinh nhiều, có phải không? Bệnh nọ sọ bệnh kia suốt ngày,
thuốc cao hơn người. Có phải không? Có khổ không? Có quý đạo hữu. Cho nên giới có quý không? Vô cùng quý báu. Bởi vì chính giới là gì? Là thức ăn, là thuốc chữa bệnh, là ban vui, là cứu khổ, là hết khổ. Có đúng không? Bây giờ mà ta mà cả đời không bị bệnh này, ta có thấy bị phiền não vì cái thân bệnh đâu. Không phiền não tí nào. Có đúng không? Đi thoải mái luôn, không có một chút nào trở ngại. Cuộc đời kể là lúc nào cũng như 18 tuổi thế, có thích không? À, quý đại hữu, chạy khắp nơi không bao giờ ốm đau lủng củng. Thế bây giờ không sát sinh có phải là quý không? Thế có phải là ở đây Đức Phật dạy là như người nghèo được ngọc báu, có đúng không? Là thế giới như thế, tình giới là như người nghèo ngọc ngọc báu. Thế cho nên là nhất quyết nói không với cái thể loại sát sinh. Không bao giờ sát sinh. Chết đói cũng còn không bao giờ sát sinh. Cái gì ăn cỏ cũng không sát sinh, ăn đất cũng không bao giờ sát sinh. Có đúng không quý đạo hữu? Chứ nói gì đến vị với hương làm gì cho nó mệt ra. Đó. Đấy, người ta phải biết được giới có tác dụng như vậy, cho nên người ta mới quý, không bao giờ phạm vào giới, giữ được tịnh giới, có đúng không? Đó. Có đúng là như người mù được sáng, bây giờ thấy giới ta mới biết được điều này. Phải không? Không làm sao ta biết đâu. Hay như người mù được sáng, như người nghèo được ngọc là đúng hai vế chưa? Như người mù được sáng, bây giờ ta mới biết được. Giới tuyệt vời, công đức như vậy. Và như ngọc là chúng ta lấy nó, chúng ta lấy giới để sử dụng thì còn hơn như ngọc ấy chứ, phải không quý đạo hữu? Có phải không? Đấy, ngọc tiêu cũng hết, nhưng mà công đức của giới thì dùng mãi nó có hết đâu. Phải biết tịnh giới là đức thầy cao cả của các thầy. Tức là tại sao nói tịnh giới là đức thầy? Chúng ta thấy đức thầy có thương trò không? Đức của một người thầy có phải là thương người trò không? Muốn cho người trò được tiếp nhận hết tất cả mọi sự tốt đẹp từ thầy không các quý đạo hữu? Thì giới cũng thế. Giới chính là đức thầy. Tức là khi chúng ta tiếp nhận giới, tức là tiếp nhận hoàn toàn sự hạnh phúc an lạc. Có phải không các quý đạo hữu? Thế cho nên tịnh giới mới là đức thầy của các thầy. Nếu như nay ở đời thì cũng không khác gì tịnh giới ấy. Tức là khi Đức Phật ở đời thì Đức Phật cũng thuyết cho mình pháp để cho mình giữ giới thôi mà. Có phải không? Sửa thân khẩu ý thanh tịnh. Thế thì giới cũng giúp chúng ta thân khẩu ý thanh tịnh. Cho nên Đức Phật thì động viên chúng ta là Như Lai ở đời thì cũng không khác gì giới ở đời. Giới ở đời không khác Như Lai ở đời. Nhưng thực ra ấy, đấy là bản chất. Còn lại chúng ta chấp tướng ấy, thì ở đây tâm trí hoàn quán chỉ cần nói thôi. Nếu thấy mặt tâm trí hoàn quán, đảm bảo các quý đạo hữu sẽ cẩn trọng hành đi lắm. Có đúng không nào? Đấy mới gọi là cái thân vớ vẩn này thôi đấy. Rất cẩn thận hành vi. Nhưng mà chỉ cần đi một cái thôi. Là ví dụ như này, đang đứng rất trang nghiêm, không ai nói chuyện với ai đâu. Nhất là tâm trí hoàn quán nhìn ra góc nào thì góc đấy cực kỳ trang nghiêm. Nhưng chỉ cần quay đi, đảm bảo nó bắt đầu là dầm thì thầm dầm gì, bắt đầu nổi lên một tí nữa là thôi đi tận đến đằng kia mà không thấy bóng dáng đâu nữa, là đảm bảo như cái chợ vỡ. Có phải không? Thế cho nên là nói gì thì nói, Đức Phật là nói đến bản chất. Nhưng mà Đức Phật ở đời thì chúng ta sẽ tinh tấn được vì nhìn thấy Đức Phật. Có phải không có quý đạo hữu? Chăm chỉ đến đấy. Từ đầu là chúng ta dùng phàm tâm, là muốn Đức Phật biết mình, khen mình, cho nên mình mới gì? Mình mới trang nghiêm. Tại vì mình biết Đức Phật ở đâu cũng biết mà. Đấy, cho nên là có khi mình đang làm này, mình bảo là đấy, Đức Phật có khi biết mình, thế là mình tự nhiên trang nghiêm. Có đúng không nào? Vì trang nghiêm như thế, cho nên là mình sẽ thành thói quen. Thành thói quen thì mình sẽ thế, thuần thục đi thì mình sẽ giải thoát thôi. Đó. Nói gì thì nói chứ Đức Phật ở đời vẫn là hạnh phúc, nhưng chúng ta thì kém phước vô duyên chứ không được thôi. Chứ còn về bản chất, nếu chúng ta mà làm được đúng lời như Đức Phật, chúng ta luôn luôn lấy giới làm thầy mình ấy, thì lúc nào chúng ta chả thấy là giới là Đức Phật hiện thân, thì chúng ta cũng sẽ được như thế. Nhưng mà đấy là đối với những người mà hoàn toàn kính Đức Phật thì mới làm được điều này. Có phải không? Còn những người kia là sợ Đức Phật hoặc là để Đức Phật khen thì không làm được. Còn đối với người kính Đức Phật
Nó giống như là những người mà ở trong gia đình, tập trung có lấy ví dụ có những người kính cha kính mẹ thì cha mẹ dạy cái gì là ở nhà sẽ làm bằng hết, phải không? Làm hết, làm tỉ mỉ, làm cẩn thận dù cha mẹ không có nhà. Nhưng cũng có người thấy cha mẹ đi rồi, tao mày chơi tí nó về tao làm qua qua, có khi dối dối cha cha để cho nó xong, còn cái nào chưa xong đổ vạ cho thằng khác, có đúng không? Đổ vạ cho hoàn cảnh, đổ vạ cho người khác. Thế thì chúng ta là những cái dạng đấy đấy. Có vài người quý đạo hữu, còn có những người, người ta như cái người con kia, cha mẹ không có nhà, người ta biết được lời dặn, người ta sẽ làm chi tiết tỉ mỉ những gì cha mẹ dặn. Thì đó là đúng với lại những gì Đức Phật dạy, là khi Như Lai nhập diệt, lấy giới làm thầy. Thì cứ người nào làm như thế thì đúng như lời Đức Phật dạy đấy. Các quý đạo hữu ạ, nha. Chúng ta cũng mong muốn chúng ta dần dần trở thành những người này nhé. Trên ngày tu giới bác con trai cố gắng mà tinh nghiêm. Còn những ngày thường thì thường hướng tới giới mà quán niệm về Đức Phật nhé. Cứ nghĩ tới giới mà quán niệm về hiện thân của Đức Phật. Thế Đức Phật gọi là lấy giới làm thầy mà. Giới chính là Như Lai, có phải không? Giới chính là sự thật. Thì sự thật là Như Lai. Đấy nhá. Tại Đức Phật thì phải biết được Pháp mới thành Đức Phật. Chứ chưa biết Pháp thì chỉ là Thánh Tử Tất Đạt Đa thôi. Cho nên Đức Phật nói ra lời này thì lời này là chính là Đức gì? Đức Phật. Đó. Đấy là ý của Đức Phật mà. Và đến phần tiếp theo thì đúng với chủ đề của chúng ta. Giữ tịnh giới thì các thầy không được buôn bán, đổi trác, sắm sửa đất nhà, nuôi người, tôi tớ và súc vật, no việc, gieo trồng, kinh doanh tài bảo. Ý đây đã nhá, rồi tâm trí còn có phân tích. Các thầy tỳ kheo thì không được buôn bán, đổi trác, sắm sửa đất nhà. Tức là cái đấy mà làm là vào việc riêng của mình. Các quý đạo hữu rõ chưa? Tức là khi đã là tỳ kheo thì chúng ta không làm việc đó để lấy lợi cho riêng mình. Không được buôn bán, không được kinh doanh, không được đổi trác để chỉ lấy tiền no cho mình. Là không được nữa rồi thì đúng rồi. Phải không? Không làm nghề buôn bán, không làm cái gì cả. Trên chùa chúng ta là cấm buôn bán nhỉ? Không có buôn bán. Thế ở chỗ này thì chúng ta không được hiểu lầm. Tức là ở trong giới của Đức Phật mà lần trước tâm trưởng quán trạch ấy, tức là tiền của tam bảo thì có thể đưa cho tịnh tín cư sĩ kinh doanh để sinh ra tiền cho tam bảo khi tiền đó chưa sử dụng đến. Thì ở trong tỳ kheo giới bổn ấy, là tỳ kheo ấy, thì có một chuyện đó là có một ông này, ông ấy nghe thấy là chùa là tinh xá sắp sửa xây dựng, tức là tinh xá sắp sửa xây dựng thêm, thì ông đến ông cúng dường về cho các thầy. Thì cái đấy sẽ nhập vào thu bổn, tức là quỹ của chùa. Thế đến nửa năm sau ông lên ông hỏi là tại sao mà chưa xây. Thế thì mới nói rằng là, các thầy mới nói là do là cái phần kinh phí nó chưa đủ cũ, cho nên chưa thể tiến hành xây được. Thì ông nói là thế nếu vậy thì các thầy cất tiền vào kho thì không có lợi gì, thì đến bao giờ mới có thể đủ được? Thì hãy đưa lại cái tất cả các cái số tiền của ông này, tịnh tín cư sĩ, đưa lại tất cả cái số tiền của mọi người cho ông ấy để ông kinh doanh, thì cái số tiền ấy nó sẽ nhanh đủ. Thế rồi thì tỳ kheo nên hỏi Đức Phật, thì Đức Phật chế ra giới là cái đó đưa cho tịnh tín cư sĩ để người ta có thể làm lợi cho tam bảo. Cho nên tại sao là tiền chưa dùng đến là phải đi gửi ngân hàng, phải đi làm các việc để nó sinh sôi ra cái tiền lãi đấy để có thể để đi từ thiện, để đi xây chùa, xây chiền. Chứ còn các thầy là cấm kinh doanh. Tức là tôi đến làm sư rồi tôi còn đi làm thêm nghề, mở vài công ty để lấy lợi nhuận riêng cho tôi thì không được nhá. Chúng ta phải hiểu rõ nhá. Không được buôn bán, đổi trác, sắm sửa. Đấy nhá, sắm sửa mà. Chứ còn các thầy được mua đất để làm tinh xá cho chùa chứ. Còn sắm sửa thì là sắm sửa cho riêng mình thì nó khác. Còn chùa thì phải đi mua đất thì mới có mở rộng được chùa chiền chứ, phải không? Nhưng mà đấy tiền của tam bảo thì lại thuộc về gì? Thuộc về tam bảo, có đúng không nào? Đấy, tiền của tam bảo thuộc về tam bảo. Nuôi người, tôi tớ và súc vật, tức là chúng ta không nhận đầy tớ. Không nhận đầy tớ là gì? Chúng ta trả lương rồi họ làm đầy tớ cho mình. Thế còn đây là việc là ví dụ chùa có những người công nhân thì khác. Đây là họ làm cho tam bảo chứ không phải làm cho riêng mình, có phải không? Họ làm cho tam bảo, họ làm xây dựng cho tam bảo, bảo trì cho tam bảo. Thì cái đấy là chúng ta giả tiền, đấy cũng như là tiền mua vật liệu xây dựng thôi. Thì đấy là bảo trì cho tam bảo.
Thế tâm chiếu quán mới có một số công nhân họ Phật tử chúng ta ngại làm công nhân thế tâm chiếu quán bảo, thế bây giờ ai phát tâm về sửa điện hàng ngày, nếu mà hỏng cái bóng điện lại chờ Phật tử về phát tâm thì tối om à, có phải không? Phải thuê thợ người ta mới có chuyên môn chứ, mà thợ người ta làm sao làm cả đời, người ta còn có mấy đứa con kìa. Thì cái đấy cũng chẳng qua chỉ là tiền mua vôi vữa di tu thì chứ có gì đâu, không ảnh hưởng gì. Nhưng mà người Phật tử người ta về ta làm công nhân, cái tiền đấy là tiền người ta được nhận giống như người ta làm việc, còn cái tâm người ta mới là vô giá, phải không? Phải không quý đạo hữu? Tâm là tâm Phật tử đó. Lui người tôi tớ và súc vật lo việc gieo trồng, như là các thầy tỳ kheo thì không phải lo việc gieo trồng, vì lo việc thì còn dính gì, dính mắc. Lo việc thì phải tưới xem nay cây nó lên bao nhiêu chứ quả ra hay được không, còn phải chăm sóc sâu bọ chứ. Trên các thầy thì không làm việc này, vì làm việc này thì tâm dính mắc, nó không giải thoát được. Cái việc này là Đức Phật dạy là để dành cho người cư sĩ phải lo bổn phận chăm lo cho Tam Bảo, phải không quý đạo hữu? Bổn phận của người cư sĩ còn hưởng ngũ dục thì cần phước báo từ lễ Tam Bảo, trên chúng ta phải có tài vật để cúng dường hộ trì Tam Bảo chúng ta mới có phước, phải không đại chúng? Đó, không được lo việc gieo trồng kinh doanh tài bảo. À, kinh doanh tài bảo tức là kinh doanh các cái mặt hàng để lấy tiền cho riêng mình. Thế ở đây thì ở các đất nước mà người ta tu theo hệ phái nguyên thủy thì người ta rất là tinh nghiêm việc này. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta đang có một cái, tức là do ngoại đạo không hiểu, cũng do một số người không hiểu, cho nên là cứ thấy các thầy là tự làm, tự cày, tự cấy ăn, xong khen, xong gọi đó là chân tu. Cái đấy không đúng đâu nhá. Quý đạo hữu rõ chỗ này chứ? Chúng ta đã nghe bài kinh người cày ruộng chưa? Đức Phật nói là ông là người cày ruộng, ông phải be bờ đắp đập, phải tát nước. Còn như lai thì phải sao? Phải phòng cái tâm này, tức là chỉ làm việc ở trong tâm thôi, phải không? Cũng be bờ, cũng tát nước, cũng các thứ, nhưng mà nó là ở trong tâm đấy. Chúng ta đọc lại bài kinh người cày ruộng đi. Thế ở đây thì chúng ta nhiều khi lại tán dương là thầy đi tu thầy chả có nhận cùng tiền cúng dường của ai cả, thầy tự trồng, thầy tự cấy ăn, xong khen đấy là chân tu. Những người khen là những người chả hiểu gì, mà những người làm cái việc đấy cũng không hiểu gì dữ luôn, có phải không? Người đi tu làm ruộng phước điền cho chúng sinh thì bảo tôi không nhận của ai, thế thì còn nói chuyện gì? Tôi đi làm đấy mà ăn thì còn nói chuyện gì nữa, có phải không quý đạo hữu? Người nào có bổn phận của người đấy, ví dụ như người giáo viên, người ta đâu có phải đi cuốc ruộng đâu, nhưng người ta có làm ra tiền bằng cách của người ta, có phải không? Người đi tu phải làm ra bằng gì? Bằng công phu tu tập của mình, chứ không phải là đi làm việc của anh nông dân, có đúng không các quý đạo hữu? Đấy, cho nên chúng ta nhớ này, tán thán những việc không đáng tán thán cũng có nhân rơi xuống địa ngục đấy, không phải chuyện bình thường đâu. Cứ không học gì lên mạng tán thán lung tung, xong về bảo là chỉ được tu một nơi thì lại phiền não, phải không? Tu một nơi là gì đâu, thực ra là tu kinh Phật đấy mà. Chùa ông ta có gì không tu kinh Phật đâu, bảo cứ bắt tôi tu một nơi, thế không tu một nơi thì tu nào? Tu kinh Phật không tu một nơi thì tu nào, phải không? Đó nha. Tất cả việc này hãy tránh như hố lửa, kể cả việc chặt phá cỏ cây và đào cuốc đất đai, những việc chế thuốc thang, coi bói tướng, coi thiên văn, đoán thời tiết, tính lịch số đều không thích hợp với các thầy. Có ký đạo hiểu rõ chứ? Đây là không thích hợp với các thầy tỳ kheo, chứ không nói là không thích hợp với người Phật tử. Còn người Phật tử chúng ta chỉ không coi bói, tức là tà kiến thôi. Còn cuốc đất trồng cây các loại đấy, xây dựng tinh xá là việc của cư sĩ tại gia để hộ trì Tam Bảo. Có ký đạo hiểu nhớ nhé. Đó. Các thầy hãy tiết chế cơ thể, ăn đúng thì giờ, sống bằng cách sống trong sạch, không được tham dự thế sự, lãnh sứ mạng liên lạc. Tức là chúng ta không được làm những cái việc thế sự, tức là làm những việc ở đời ấy, các quý đạo hữu, không được làm liên lạc. Liên lạc tức là ví dụ như là chúng ta làm thầy sư này, chúng ta lại đi kết nối Phật tử của mình để đi xin ăn công ăn việc làm, rồi đủ thứ, rồi quan hệ các thứ linh tinh. Các quý đạo hiểu rõ chưa? Đó, chúng ta không được làm như thế. Ví dụ chúng ta chỉ có biết là, ví dụ như là sư phụ mình biết cái công ty này của Phật tử ta đang nhận người, bảo đấy, các con đến đấy thì thầy thấy ở chỗ đấy đang nhận người, chỉ thế thôi. Chứ không phải là đi làm liên lạc, phải chạy đến tôi cầm lo lắng giấy tờ rồi các loại rồi thì thế này thế kia. Các quý đạo hiểu rõ chỗ này chưa? Thì ở trong cái đợt nào tâm chiếu con cũng nghe có một vị thầy
nào đó do cái dịch bệnh Covid gì ấy. Thế rồi cũng có một người Phật tử của mình cũng làm một cái gì đấy nó liên quan đến việc tham nhũng. Thế rồi thầy thì cũng quen biết, thầy cũng nhờ hộ, có cái đạo yếu cũng nhờ hộ. Thế là về sau là vị thầy đấy phải hoàn tục và chịu theo cái luật của nhà nước mình. Cho nên là Đức Phật không cho mình làm liên lạc đâu. Bởi vì là thầy chỉ quen biết hai cái người này, thầy cũng quen một người là Phật tử thì thương Phật tử mình, thì lại bảo giới thiệu cho cái người kia thầy cũng quen đấy để mà làm giúp cho nhau. Thì cái chuyện đút nó tham nhũng gì nó xảy ra, thế là thầy là bị liên đới giới thiệu cũng bị vào, thế là thầy phải bị xả giới. Cứ là như thấy thương không, thấy tiếc không? Tiếc chứ, đấy cũng là lòng tốt thôi mà, phải không? Nhưng mà mình chỉ làm liên lạc thôi, nhưng mà cái tốt của mình người ta lại đã biến thành cái xấu, ta lợi dụng mất rồi, phải không? Đó. Chú thuật thuốc tiên giao hảo quyền quý và thân thiết với họ rồi hèn hạ, ngạo mạn. Tức là khi chúng ta giao hảo với lại người quyền quý, thân thiết với họ, rồi chúng ta làm chú thuật, chúng ta làm thuốc tiên. Thế rồi chúng ta sẽ có những cái, vì như vậy rồi chúng ta sẽ có những hành vi hèn hạ, hành vi ngạo mạn. Tất cả đều không được làm. Ông ký đã hiểu rõ chưa? Đấy, cho nên là cứ đi thầy bùa, thầy cúng, thầy nào đến mà cứ đưa cho cái bùa bình an là cấm nhé, là biết ngay là cái việc này là cái thầy thì không cấm được làm đâu nha. Đó. Phải tự đoan tâm chánh niệm cầu độ, không che giấu lỗi lầm, tỏ ra kỳ dị để mê hoặc quần chúng. Thầy kính thưa các quý đạo hữu, có những người thế này tức là khi mà ví dụ như là các thầy có thể làm phương tiện một chút trong sự thật thì được, nhưng có những thầy coi như là các quý đạo hữu đang nghe thấy cái múa đàn chưa, múa đàn cầu siêu ấy, xong lập lên cái địa ngục, xong lấy cái cây đâm thủng cái địa ngục bằng giấy ấy, giấy thủng cái địa ngục thật thủng sao được, múa múa thế thủng ở địa ngục mà đòi phá ra, chung người ta địa ngục là do địa ngục, do nghiệp của người ta phá làm sao được, phải không? Mở ra cái địa ngục bằng giấy này, nhảy xong rồi mang voi mang ngựa ra đốt để đút nót, xong tí nữa lấy cây đâm thủng địa ngục vô duyên, làm sao làm cái điều đấy, các bạn có quý đạo hữu, đấy là để làm ra những việc đấy để mê hoặc đại chúng, có phải không? Xong có lễ bảo thầy phá xong địa ngục, thầy vừa tạo địa ngục cho thầy thì có ấy, có đúng không nào? Phá làm sao được, vừa tạo địa ngục thì cả thầy nữa cho chung tút vào trong địa ngục chứ làm gì đâu mà. Chúng ta là người học, chúng ta phải biết được đúng sai, phải biết được cả những cái chúng ta cần lên án. Lên án nhưng không xúc phạm nhé, không nói đến một ai, chúng ta chỉ nói đến hành vi đó là không đúng. Chúng ta còn, chúng ta không xúc phạm đối tượng nào cả. Chúng ta lên án cái việc làm chú thuật, đây là kinh lên án đấy, đấy. Có phải không? Không được làm việc đó. Đối với bốn sự hiến cúng thì phải tự lượng và biết vừa đủ. Hễ được hiến cúng thì không nên tích chữ. Tức là đối với bốn sự tứ hiến cúng, tức là tứ sự cúng dường ấy, thì chúng ta phải, khi được hiến cúng thì phải được nên vừa đủ. Đó là Như Lai nói tóm tắt về sự giữ giới. Giới thì chính thuận với căn bản của sự giải thoát, nên Như Lai mệnh danh Ba La Đề Mộc Xoa, tức là đấy là tên của giới đấy. Nhờ giới mà phát sinh thiền định và trí tuệ, có năng lực hủy diệt thống khổ. Chúng ta thấy không? Giới có năng lực hủy diệt mọi sự thống khổ. Thế nên các thầy tỳ kheo hãy giữ tịnh giới, đừng cho vi phạm thiếu sót. Ai giữ tịnh giới thì người đó có thiện pháp. Ở đây là dạy các thầy tỳ kheo là giới tỳ kheo, còn chúng ta thì là chúng ta phải quý giới của gì? Của chúng ta, năm giới và tám giới nhá. Đó. Không tịnh giới thì mọi công đức không thể phát sinh. Do đó biết tịnh giới là chỗ yên ổn nhất, làm nơi trú ẩn cho mọi thứ công đức. Các thầy tỳ kheo phải ý thức toàn bộ cuộc đời là chuyển biến vô thường, có kết hợp thì có tan rã, đừng no buồn gì cả. Ngược lại cuộc đời như thế thì các thầy phải nỗ lực tinh tiến để sớm cầu tự độ, đem ánh sáng trí tuệ diệt trừ hắc ám vô minh. Vũ trụ quả thật mỏng manh, không một thứ chi bền bỉ. Như Lai được diệt độ thì cũng như trừ được cơn bệnh khủng khiếp. Đây là vật tội ác và đáng bỏ, giả hiệu là thân thể mà lại chìm ngập trong biển cả giả bệnh sống chết. Như thế người có trí tuệ ai lại không hoan hỉ, khi trừ bỏ thân này như trừ bỏ kẻ thù.
Tức là Đức Phật nói rằng cái thân của Đức Phật như thế, thị hiện như thế, nhưng nó vẫn là cái thân cấu uế, là vẫn phải chịu sự chi phối của vô thường, của sinh già bệnh chết, cho nên vẫn phải còn gì? Phải nhẫn chịu sự khổ não. Khổ não là do thân, chứ không phải là khổ não này là do tâm Như Lai. Chúng ta thì thân khổ não, tâm cũng gì? Khổ não, tâm còn khổ hơn thân. Vì thân nó đau, đáng nhẽ chỉ kêu nó đau, thế nhưng chúng ta lại oán trách thêm 4-5 thằng nữa xung quanh, nó không quan tâm đến mình. Có phải không? Nó khổ, nó chưa kêu, nó chỉ kêu mỗi đau, nhưng chúng ta, cái tâm chúng ta lại oán trách, trách trời, trách đất, trách cha, trách mẹ, trách vợ, trách chồng, trách anh, trách em, trách đủ thứ nữa. Thế nên là cái thằng tâm nó lại còn sinh thêm cái khổ nữa, phải không quý đại hữu? Đó, các thầy tỷ kheo hãy thường nhất tâm nỗ lực cầu tuệ giác giải thoát toàn thể vũ trụ, dầu pháp biến động hay pháp bất động đều là trạng thái. Thì kính thưa quý đạo hữu, hôm nay chúng ta đến đền Niết Bàn, chúng ta viếng thăm thánh tích, nhưng chúng ta phải nhớ lời dạy này, chúng ta cùng nhau ôn. Nếu quả thật chúng ta là người đệ tử Phật chân chính thì chúng ta phải là người con có hiếu, là người con ngoan. Muốn chúng ta là người đệ tử, là người con có hiếu, người con ngoan, thì hôm nay chúng ta từ nay trở đi, những giới gì chúng ta được thọ thì chúng ta phải giữ tinh gì? Tinh nhá. Thế mới gọi là thực sự diện kiến Như Lai. Thực sự chúng ta đến đây để phát nguyện làm theo lời Như Lai mà. Cho nên hôm nay trong buổi chia sẻ này, chúng ta được đọc lại lời di giáo của Đức Phật. Chúng ta chia sẻ với nhau để chúng ta thứ nhất là phải giữ tịnh giới cho mình. Thứ hai, chúng ta phải biết vị thầy nào là chỗ nương tựa thay Như Lai để truyền giới, để giúp chúng ta tu tập. Thì Đức Phật thường dạy bài kinh cho các thầy tỳ kheo. Nhưng khi dạy các thầy tỳ kheo thì bao trùm trong đó cả tứ chúng ở trong này. Có phải không? Dạy giới cho thầy tỳ kheo là dạy giới rốt ráo. Nhưng chúng ta có học được không? Học được. Ở trong duyên của chúng ta. Cho nên tại sao Đức Phật thường dạy cho thầy tỳ kheo? Vì dạy cho tỳ kheo thì tất cả bên dưới cùng hiểu. Nhưng dạy cho Phật tử không thì các thầy tỳ kheo không thực hành được. Vì pháp của rất là thấp, không thực hành được. Nhưng dạy cho các thầy tỳ kheo pháp cao thì chúng ta cứ từ đó, mỗi chữ giới thôi mà, thì chữ giới đó thì chúng ta cũng có giới, thì chúng ta cũng nghe được, cũng học được. Phải không quý đạo hữu nhé? Thì tâm chiếm quán rất là tùy hỷ, các quý đạo hữu chúng ta đã được về đây thăm nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Chúng ta cũng được sống trong giây phút của người dương thành Câu Thi Na, cũng như là của tất cả các cõi trong lúc Đức Phật nhập Niết Bàn. Phải không các quý đạo hữu? Nếu các quý không về đây thì các quý đạo hữu có được trạng thái cảm xúc này không? Không có được. Thế cho nên Đức Phật mới dạy là người đệ tử Phật phải nên đến bốn chỗ. Vì đến bốn chỗ này thì tâm chúng ta được tịnh tín. Có phải không các quý đạo hữu? Được tăng thượng, làm nhân duyên cho chúng ta tinh tấn. Trên tâm chế của quán rất là mong ước các Phật tử trong câu lạc bộ đều được đi thăm tứ thánh tích. Vì chúng ta về chúng ta nói bằng lời thì những người ở nhà cũng không cảm nhận được đâu, chỉ biết được phần nào thôi. Vì cái này không bằng lời mà có thể diễn tả được. Phải không các quý đạo hữu? Các quý đạo hữu đi đến đây, cảm xúc của các quý đạo hữu, rồi cái tâm của các quý đạo hữu nó thanh tịnh thì chúng ta không thể viết bằng lời được. Chỉ có đến để mà gì? Mà thấy. Đức Phật đã dạy pháp của ta đến để mà thấy, rời xa hí luận. Tức là chúng ta không thể nói cho người khác hiểu được đâu, phải đến đây mới biết được, phải không? Nhá. Thì hôm nay có bao nhiêu công đức thì chúng ta cũng xin hồi hướng nguyện cầu cho chánh pháp trụ lâu dài ở thế gian. Và phần nữa chúng ta cũng nguyện cho các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng của chúng ta, ai ai cũng được phát sinh nhân duyên được đến Đức Phật thăm tứ thánh tích một lần, như các quý đạo hữu nhé, một lần. Và chúng con cũng xin hồi hướng cho tất cả chúng con cùng với tất cả các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, tất cả những người đã hướng tâm tùy hỷ đóng góp tịnh tài vào các nhân duyên của chuyến hành hương của chúng con, thì nguyện cho tất cả đều được tăng trưởng phước lành, phát sinh nhân duyên, hiện tại cuộc sống thì bớt đi phần đau khổ, hóa giải oán kết, và cũng được phát sinh nhân duyên tinh tấn Bồ Đề, thèm nhập lời Đức Phật dạy để được tinh tấn Bồ Đề cầu vô thượng đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử.
và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.